Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới trên kênh YouTube của mình nha anh em nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì như mấy bạn đã đọc tiêu đề á thì chắc mấy bạn cũng biết rằng video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Đó, thì hôm nay khi mà mình đang gọi là đi vòng trong thư viện gọi là map của Mini World thì mình phát hiện là một con map có tên là map bắt cua BTS. Wow, nghe khá là hấp dẫn cho nên mình đã quyết định tải về và chơi thử cho các bạn xem nha. Ok, rồi, quên nữa, khoan, còn cái này nữa chứ. Trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, share nè và nhớ vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nữa nha mọi người. Và anh em cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký ủng hộ cho mọi thành viên của Hero Team nữa nha. Ok, rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi thử con map này nha anh em. Wow, map bắt cua BTS hả, nghe có vẻ khá là hấp dẫn nha. Người làm map có tên là Min các bạn ơi. Wow, ok, ID của bạn này có tên là 56915088. Ok, UID mình sẽ để trên màn hình nè. Bạn nào muốn tải thử con map này về chơi có thể tải nha. Ờ, ok, rồi, tiếp theo nữa để xem coi. Đây là một map bắt cua mình save về BTS để dành tặng cho những bạn ARMY. Chúc các bạn gọi là chơi vui vẻ. Wow, khá là hấp dẫn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử chơi thử nha anh em. Mình thì mình không phải là ARMY đâu, nhưng mà mình thấy một con map liên quan đến BTS thì mình thấy nó cũng khá là hấp dẫn đó. Bởi vì là BTS là một nhóm nhạc khá là nổi tiếng của ở bên Hàn Quốc, mà cũng nổi tiếng bên Việt Nam luôn. Bên Việt Nam mình thấy là có rất là nhiều những bạn thích BTS luôn các bạn ơi. Đó, đó, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, thậm chí là đi làm luôn cũng có rất là nhiều người thích BTS các bạn ạ. Cho nên là hôm nay mình thấy con map này là mình quyết định mình tải về liền để mình vô mình review thử anh em ơi. Ủa, chưa gì là thấy gọi là vô cũng thấy bắt đầu thấy cũng cái map cũng hơi khó nha. Rồi ok, để xem tiếp coi. Sau khi nhìn xung quanh con map này á thì mình thấy rằng con map này là một con map có khá là nhiều màu sắc mấy bạn ơi. Từ màu xanh lá cây nè cho đến màu xanh dương, màu hồng, màu đỏ, màu tím có hết luôn nha. Đó, ok ok. Rồi để xem coi. Ôi, bạn này bạn đã xây một cái chữ gì nè. Đây hình như là cái chữ B nè, còn đây là chữ T và chữ S, hình như chữ này là chữ BTS nữa bạn ơi. Đó, ok. Wow. Rồi, các bạn mà xây con map này mình không biết bạn ấy có phải là fan của BTS không ta, mà bạn ấy gọi là xây một con map dành tặng cho BTS ta. Ồ, nghe khá là hấp dẫn nha. Mình nghĩ bạn các bạn chủ map này cũng là fan của BTS nè. Đó, ok. Rồi, qua bên đây thì mình thấy là ở bên đây nó có mấy con vật nhìn rất là lạ luôn đó bạn ơi. Các bạn ơi, cái con này là con gì ạ? Sao mình thấy nó vừa giống con mèo mà vừa giống con sâu của ta, nhìn nó hơi kỳ kỳ á. Ok rồi, mình sẽ đi một vòng quanh đây và mình thấy được cái gì mình sẽ review cho các bạn nha. Không biết một con map bắt cua liên quan đến BTS thì nó sẽ có những gì thú vị hay không đây. Ở chỗ này nó có một cái tượng của một con gì nữa bạn ơi. Mình á thì mình không phải gọi là fan của BTS cho nên mình cũng không biết. Có bạn nào là fan của BTS thì hãy bình luận cho mình biết được rằng là những cái con mà mình đang nhìn thấy là con gì nha. Đây, cái con này mình nhìn thấy nó giống như một cái hạt dẻ bạn ơi. Đó, một nửa màu trắng nè, một nửa màu xám nè. Nhìn khá là dễ thương nhưng mà mình vẫn không biết nó là cái gì. Hình như là theo như mình không lầm á thì chắc cái này hình như là một cái hình tượng của một cái gọi là một cái người trong BTS các bạn ơi, một cái thành viên của BTS á. Mình không biết đây là hình tượng của ai thì bạn nào biết nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Đó, trong BTS thì có gọi là 7 người và 7 người đó thì có những cái hình tượng khác nhau. Đó, thì để mình xem coi ở trong đây bạn nó còn xây những cái hình tượng nào khác nữa không nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt cua tiếp nha bạn. À, con map này vô thì thấy nó khó thôi nhưng mà khi bắt cua thì nhìn sẽ thấy rất là dễ. Đó, ok. Wow. Ê, ở chỗ này bạn nó xây nguyên cái chữ BTS luôn nè anh em. Wow, đầy đủ màu sắc luôn nha. Wow, đẹp thật sự luôn á. Không biết đến khi nào thì Hero Team mới được xây một con map cũng gọi là đầy đủ các thành viên trong team như thế này đây ta. Kiểu xây những cái bức tượng của các thành viên của Hero Team á. Ok, hình như là có rồi mà mình chưa tải vậy thì phải. Rồi, để mình gọi là bắt cua tiếp nha. Có rất là nhiều bạn ở trên kênh của mình sau khi mà xem cái những cái video mà mình làm ở trên YouTube á thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là anh Phong ơi, anh có phải là fan của BTS hay không, cái kiểu thì mình nghĩ rằng những cái bạn mà đặt cho mình những cái câu hỏi này nè thì mình nghĩ chắc những cái bạn này là những cái bạn fan của BTS thì mới hỏi mình những câu này đúng không. Đó thì mình sẽ trả lời luôn sẵn trong cái dịp gọi là bắt cua con map của BTS thì mình sẽ trả lời luôn nha. Ok. Ui, cái chỗ này có phải là ký hiệu của BTS không ta? Hình như không phải, hình như cái này sai ngược rồi sao á. Ủa kỳ ta, fan của BTS mà sao sai ký hiệu của BTS còn sai ngược vậy? Hay là bạn nó sai nhầm ta? Ê, bên kia mới đúng là ký hiệu của BTS kìa. Đó, cái này mới đúng là đúng rồi bạn ơi, cái này nó đúng chiều rồi nè. Đó. Ủa mà khoan đã, hình như là hồi nãy gọi là mình đang đọc một cái câu hỏi của một cái bạn nào đó mình quên mất mà mình chưa trả lời phải không ta? À đúng rồi, quên mất, bây giờ mình mới nhớ ra nè.
Hồi nãy có bạn hỏi mình là anh Phong ơi, anh có phải là fan của BTS hay không? Thì bây giờ mình sẽ sẵn trong cái dịp gọi là chơi thử con mắt của BTS thì mình sẽ trả lời luôn nha. Đó chính là mình thì mình thuộc dạng gọi là cái người kiểu chung chung á bạn. Có nghĩa là mình ít khi nào mà hâm mộ một ai lắm. Bởi vậy cho nên á là ai làm nhạc hay thì mình nghe thôi. Đó thì mình cũng công nhận một điều là nhạc của những anh BTS thì khá là hay bạn ơi. Nhạc của nhóm nhạc BTS thì nghe cũng rất là hay luôn. Phải nói là rất là hay chứ phải là khá là hay. Phải nói là rất là hay luôn á. Thì mình đã trả lời đó. Thật ra mình thì mình chỉ gọi là thích nghe nhạc thôi, chứ mình không phải là fan của BTS nha. Nhưng mà nếu như mà nói rằng là có thích ai trong BTS không thì mình có thích một người bạn ơi. Và cái người đó chính là V của BTS mẹ. Đó, V của BTS nha. Cái người này thì mình khá là thích các bạn ạ. Bởi vì là mấy bạn biết sao mình thích không? Bởi vì là cái anh này ảnh khá là đẹp trai các bạn ơi. Và đẹp trai đúng đúng kiểu như là kiểu mình thích luôn á. Mình ước mơ một ngày nào đó mình sẽ gọi là đẹp trai giống như vậy. Nhưng mà nói chung thì cái anh V ở trong BTS gì đó thì ảnh khá là đẹp trai. Và mình cũng thích cái nét đẹp đẹp trai đó. Cho nên là mình cũng khá thích cái anh đó. Ok đó, chứ nếu mà nói gọi là thích cái nhóm của BTS thì không á, thì mình kiểu mình chỉ thích nghe nhạc thôi. Chứ nếu mà nói thích thì mình cũng không dám nhận là fan nữa. Đó ok. Ủa, rồi bên đây có tượng của một con gấu nè, hình như cái này cũng là hình tượng của gọi là ai đó trong nhóm nhạc BTS thì phải. Bạn nào là fan của nhóm nhạc BTS mà biết cái hình tượng này là của ai nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Hình tượng này đó nè, mình thấy cái hình tượng này nhìn y hệt như con sâu luôn, nhưng mà hình như không phải con sâu, hình dưới này là con mèo thì phải. Ok rồi, hey, chúng ta sẽ cùng nhau bắt cua tiếp nào. À, rồi xong té nữa rồi, trời ơi trời, chưa gì té hoài luôn á. Cái map bắt cua này thuộc dạng gọi là dễ mà mình còn bắt cua té nữa. Rồi xong, mới vừa nói xong té thêm lần nữa nè. Hey, một cái map dễ như thế này mà bắt cua té hoài, đúng thật là nước. Trời ơi trời. Ok ok, rồi nhảy tiếp, nhảy tiếp, lưu điểm hồi sinh nè. Rồi bên kia mình thấy một cái hình tượng hình con ngựa bạn ơi. Ơi, cái hình tượng hình con ngựa nhìn dễ thương nha. Ôi, nó có nhiều màu ghê á, làm mình nhớ đến một cái nhân vật ở trong kênh mình, đó chính là ngựa mặt ngu bạn ơi. Ừ, tính ra cái tượng này nhìn giống tượng của con ngựa mặt ngu nha. Chắc là ngựa mặt ngu sẽ thích video này lắm đây, bởi vì là có người xây cái hình tượng khá là giống ngựa mặt ngu bạn ơi. Nhìn cute vậy. Rồi ok, tiếp tục nào. Con map này thì mình thấy là xây gọi là dành cho những bạn mà chơi máy tính hay là chơi điện thoại đồ có thể chơi được hết luôn nha. Ok, ở chỗ này còn cái hình gì nữa nè, để mình qua mình xem coi. Ồ, cái hình này nhìn giống củ khoai tây quá ta, hay là nhìn giống cái bánh quy ta, nhưng mà hình như cái này cũng là hình tượng của một người trong nhóm nhạc BTS nè. Bạn này bạn đã xây hết tất cả những cái hình tượng ra luôn. Wow, nhìn khá là đẹp nha. Nhưng mà mình không biết cái hình này là hình của ai hết. Bạn nào mà biết thì nhớ bình luận cho mình biết nha, bởi vì mình không phải là fan cho nên là mình không biết được. Ơi, tự nhiên không quay video. Ê, trời té rồi. Ai. Hey, tự nhiên không quay video về nhóm nhạc BTS mà lại không biết gì về nhóm của ta hết thì hơi kỳ đó. Bởi vì là mình không phải là fan, mình chỉ là người thích nghe nhạc thôi, chứ mình không dám nhận mình là fan. Tại các bạn biết sao không, nếu một khi mà đã nói là fan á là phải biết hết tên của các thành viên của BTS nè, và phải gọi là biết hết tất cả hình tượng của nhóm nhạc BTS là ai. Còn mình á thì mình không biết gì hết trơn á, mình chỉ biết nghe nhạc thôi, cho nên là mình không dám nhận mình là fan đâu đó. Ok khoan, bên đây là có hình tượng của ai đó nè. Một bé chó. À không, mình sẽ gọi là một bé cún, nghe cho dễ thương chứ tự nhiên kêu một bé chó hơi kỳ đó. Một bé cún màu vàng các bạn ơi. Wow. Bên đây bạn này còn xây thêm một cái gì ở đây. Wow, một cái hình trái tim có tay và chân các bạn ơi. Nhìn khá là đẹp đó, nhưng mà mình không biết hình tượng của ai hết trơn à. Bởi vậy cho nên là làm sao mình dám nhận mình là fan được. Bởi vậy cho nên là mình chỉ là người thích nghe nhạc thôi nha, chứ mình không phải là fan đâu nha. Ok, rồi tiếp tục. Ô, sao mà nhiều hình tượng quá ta. Từ nãy giờ mình bắt cua mình gặp quá trời hình tượng luôn bạn ơi. Bên đây thấy có thêm một cái hình tượng là con thỏ nữa nè. Wow. Ôi, con thỏ này nhìn khá là giống cái con gì ta, cái con cún ở bên kia nha. Nhưng mà cái khác ở chỗ là nó màu hồng á bạn ơi. Wow. Tính ra là các bạn xây con map này cũng đầu tư ghê luôn á, xây đầy đủ những con gọi là những cái con gọi là người ta gọi là gì ta, linh vật hả ta. Đúng rồi, linh vật của BTS. Wow, hợp lý. Ok, chỗ này là gì đây? Ủa, chỗ này là mình sẽ phải bước qua bên kia hả? Ơ nhưng mà khoan, bây giờ mình đâu có gì để mình để ở đây đâu, sao mình qua được? Chạy qua coi. Ây à, rồi xong té luôn. Chỗ này khó ta, làm sao mà qua được trời. Mình đâu có gì để mình để ở đây đâu. À khoan, hình như là trong kho đồ của mình có. Đúng rồi, để mình sẽ lấy trong kho đồ của mình nha. Mình sẽ lấy trong kho đồ của mình một cái cây Giáng sinh nè. Dễ ẹt, lấy trong kho đồ là có liền gì. Sau đó bỏ xuống đây, rồi chạy qua. Đó, thế là qua được thoải mái luôn. Ok, rồi qua tới nơi nè. Lưu điểm hồi sinh. Rồi tiếp tục. Con map này nó có dài không ta, hay là sắp queen rồi. Ui, sắp queen luôn rồi kìa. Wow, có nghĩa là mình chỉ cần đi tham quan hết tất cả những cái hình tượng, những cái con linh vật của BTS thì chúng ta sẽ đến được đích mấy bạn ơi. Ồ, có pháo hoa nè. Xịn vãi. Ui,
bum 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 bum. Trời ơi, có pháo hoa ăn mừng luôn nha. Rồi ở chỗ này có thêm một cái bàn để chúng ta leo này, chúng ta ăn bánh đây nè. Quá xịn luôn bạn ơi. Ok anh em ơi, thì trong cái tập lần này thì mình đã tham quan một con map bắt cua của một bạn fan của BTS bạn ơi. Đó, cái bạn này xây con map bắt cua dành cho dành tặng cho những bạn ARMY, những các bạn fan của BTS đó, thì mình thấy khá là đẹp, khá là hay, cho nên mình rất là tò mò, mình đã vào mình tham quan thử. Và con map này mình thấy là khá là dễ, gọi là các bạn có thể chơi trên máy tính hay là chơi trên điện thoại đồ đều được hết nha. Đó thì ai thì cái ID của nó thì mình đã để ở đầu video đó, bạn nào muốn tải thì các bạn có thể về ở cái phần đầu video để các bạn xem nha. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau ăn bánh và gọi là tự thưởng cho chúng ta vì chúng ta đã hoàn thành map rồi. Yeah. Ok. Rồi, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và giúp mình đắp subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Ok và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Xin chào tạm biệt những bạn fan của Hero Team và chào tạm biệt những bạn fan của BTS luôn nha. Ok. Bye bye các bạn. Rồi ok, bây giờ ăn sao? Win thôi. Bùm. Đó, win.